Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 23 tháng 11, đồng chí Nguyễn Văn Thọ, Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy, chủ trì hội nghị giao ban Ban chỉ đạo thực hiện chương trình 04 của Thành ủy. Năm 2021, Ban chỉ đạo chương trình đã tham mưu Huyện ủy ban hành các văn bản chỉ đạo thực hiện chương trình. Ủy ban nhân dân huyện đã tập trung rà soát phê duyệt đề án cho 8 xã, thẩm định 12 đề án của các xã còn lại, triển khai hoàn thành các tiêu chí của xã Phú Cát và Đại Thành. Thẩm định các dự án đầu tư hạ tầng cho các xã giai đoạn 2021-2025, các vùng sản xuất nông nghiệp chuyên canh tập trung có hiệu quả kinh tế, sản phẩm ô cốp đã khẳng định được vị thế và chỗ đứng trên thị trường. Đời sống vật chất và tinh thần của người dân nông thôn được cải thiện rõ rệt, hạ tầng nông thôn được cải thiện, công tác y tế chăm sóc sức khỏe nhân dân ngày càng được nâng cao. Năm 2021, phấn đấu có 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, gồm xã Đại Thành và Phú Cát. Tuy nhiên, chỉ có xã Phú Cát làm hồ sơ đề nghị thẩm định và chấm điểm xã nông thôn mới nâng cao. Còn đối với xã Đại Thành không có khả năng về đích xã nông thôn mới nâng cao năm 2021. Nguyên nhân do dự án mở rộng trường tiểu học xã Đại Thành đạt chuẩn mức độ 2 chưa triển khai thực hiện được do vướng mắc về quy hoạch sử dụng đất, công tác giải phóng mặt bằng. Do vậy, tiêu chí trường học không có điểm. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Thọ, Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy nhấn mạnh, năm 2018, huyện Quốc Oai đã nỗ lực cố gắng để hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới và đã được công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Những cái mẫu cái nâng cao ở cái vấn đề chính là vấn đề của con người, một cái phục vụ con người, ý thức, trách nhiệm, văn hóa, tinh thần, các thứ vân vân. Thì cái đấy nó mới là cái mình gọi là cái sản phẩm cuối cùng mà để người dân người ta thụ hưởng, người dân là chủ thể, là gọi là thụ hưởng những cái thành quả này. Trên cơ sở đó, để xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần, văn hóa, nhận thức, ý thức của người dân, đồng chí Bí thư Huyện ủy cũng thẳng thắn nhìn nhận kết quả đạt được và những vấn đề còn tồn tại để mỗi cơ quan đơn vị địa phương thấy rõ trách nhiệm của mình để có giải pháp cụ thể triển khai thực hiện chương trình 04 của Thành ủy đạt kế hoạch đề ra. Ai đời từ năm 95, ta cứ tính là 199 này. 19 này, 20 này, 21 này, 3 năm rồi chưa được ông nào. Năm nay cố gắng được Phú Cát 1, năm sau là 4 năm. 4 năm một cái huyện mà mấy cái xã rồi không tập trung được cái nâng cao, chưa nói đến kiểu mẫu, thì làm sao được. Thì chúng ta cảm thấy cũng phải tranh nhau, chúng ta cảm thấy có lỗi với cả đảng bộ chính quyền nhân dân ở đây chứ. Từ đồng chí phải đấy chứ. Mà những cái này có phải đau to, búa lớn gì đâu. Sáng ngày 23 tháng 11 năm 2021, đồng chí Nguyễn Trường Sơn, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, chủ trì hội nghị xét duyệt chủ trương đầu tư 11 dự án thuộc 7 xã trên địa bàn. Sau khi nghe cơ quan chuyên môn báo cáo danh mục từng dự án và ý kiến phát biểu của lãnh đạo các đơn vị liên quan, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đã cơ bản thống nhất chủ trương đầu tư đối với 11 dự án. Đồng chí giao Phòng Tài chính Kế hoạch phối hợp với các cơ quan chuyên môn, Ủy ban nhân dân các xã có dự án xin chủ trương đầu tư và các chủ đầu tư cần thay đổi thiết kế một số hạng mục nhà văn hóa thôn cho phù hợp, đảm bảo khang trang đáp ứng được nhu cầu hưởng thụ văn hóa của nhân dân. Bổ sung hệ thống đèn điện chiếu sáng và hệ thống rãnh thoát nước thải cho các trục đường được đầu tư xây mới. Đối với các dự án cải tạo ao hồ, cần bảo vệ cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp, giữ gìn các yếu tố tâm linh, chống lấn chiếm đất công, bổ sung thêm hệ thống chiếu sáng và lắp đặt thêm các dụng cụ thể thao ngoài trời bằng hình thức xã hội hóa. Chiều tối ngày 23 tháng 11, đồng chí Hoàng Nguyên Ưng, Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện cùng các đồng chí lãnh đạo một số phòng ban liên quan đã kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19 tại xã Tuyết Nghĩa và xã Phú Cát. Xã Tuyết Nghĩa có 2 trường hợp nhiễm COVID-19, xã đã phong tỏa 12 hộ, 56 nhân khẩu và rà soát được 25 trường hợp F1, 92 trường hợp F2, một trường hợp nghi ngờ do đã 2 lần test nhanh có kết quả dương tính với SARS-CoV-2 đang chờ kết quả chính thức.
xã Phú Cát có 6 trường hợp nhiễm COVID-19 là các thành viên trong một gia đình. Xã Phú Cát phong tỏa tạm thời khu dân cư có 42 hộ, 199 nhân khẩu. Xã đã truy vết được 48 F1 và 23 người liên quan. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu xã Tuyết Nghĩa và xã Phú Cát rà soát thật kỹ để không bỏ sót các trường hợp F1, đồng thời truy vết các trường hợp F2, ra quyết định cách ly y tế tại nhà. Tăng cường tuyên truyền và yêu cầu người dân tự giác khai báo y tế, theo dõi sức khỏe và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch theo chỉ đạo của các cấp. Xã Phú Cát tổ chức lại các chốt kiểm soát khu vực xung quanh nơi ở của các trường hợp F0 để bố trí các chốt cứng, các chốt mềm, kiểm soát công tác phòng chống dịch. Thưa quý vị và các bạn, nhằm tuyển chọn những thanh niên có đủ điều kiện về sức khỏe và phẩm chất đạo đức chính trị để thực hiện nghĩa vụ quân sự năm 2022, các xã Hòa Thạch, Tuyết Nghĩa đã tổ chức khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự cho nam thanh niên trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự năm 2022. Trong điều kiện dịch bệnh COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp, tất cả thanh niên tham gia khám sơ tuyển đã thực hiện tốt công tác phòng chống dịch. Để hoàn thành tốt chỉ tiêu nhiệm vụ được giao trong công tác khám sơ tuyển cho thanh niên trong độ tuổi thực hiện nhiệm vụ nghĩa vụ quân sự, xã Hòa Thạch đã tiến hành triển khai các bước rà soát, nắm nguồn, lập danh sách thanh niên địa phương trong độ tuổi nhập ngũ, cũng như các trường hợp được tạm hoãn và miễn nghĩa vụ quân sự theo quy định, đảm bảo công bằng, dân chủ, công khai, đúng luật. Đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền về luật nghĩa vụ quân sự để nhân dân và thanh niên nhận thức rõ vai trò trách nhiệm của thanh niên đối với Tổ quốc trong giai đoạn hiện nay. Vì vậy, chỉ trong một buổi sáng đã có 171 trên 177 nam thanh niên có lệnh gọi khám sơ tuyển đến địa điểm khám sức khỏe đúng thời gian và chấp hành nghiêm các quy định trong phòng chống dịch COVID-19. Còn lại 6 thanh niên phải cách ly phòng chống dịch COVID-19. Sau khi hoàn thành việc cách ly, sẽ được Hội đồng Nghĩa vụ quân sự xã tổ chức khám sơ tuyển theo đúng quy định. Hòa Thạch luôn là địa phương thực hiện tốt công tác tuyên truyền vận động thanh niên thực hiện luật nghĩa vụ quân sự của huyện. Thực hiện công tác quân sự quốc phòng địa phương xã Hòa Thạch năm 2021, thì ngay đầu năm thì Đảng ủy xã Hòa Thạch đã có nghị quyết chuyên đề về lãnh đạo công tác quân sự quốc phòng năm 2021. Hội đồng Nghĩa vụ quân sự xã thì đã xây dựng kế hoạch để tổ chức thực hiện công tác quân sự quốc phòng năm 2021. Thông qua đó thì cái nghị quyết chuyên đề và kế hoạch thì đã được tuyên truyền và quán triệt cả hệ thống chính trị về toàn thể nhân dân được biết và tổ chức thực hiện. Về cái khó khăn thì nhất là trong thời điểm hiện nay thì chúng ta đang phải tổ chức thực hiện cái mục tiêu kép, đó là vừa phát triển kinh tế xã hội vừa phải phòng chống dịch bệnh COVID. Đối với công tác khám sơ tuyển quân năm 2021 để phục vụ cho công tác tuyển quân năm 2022, thì Hội đồng Nghĩa vụ quân sự xã thì đã chuẩn bị các cái điều kiện để phòng chống dịch bệnh COVID cho phục vụ cho công tác khám sơ tuyển được đảm bảo tốt. Đó là phải thực hiện cái cơ sở vật chất, các cái bước quy trình từ test nhanh và bố trí các lực lượng ban chỉ huy quân sự xã phối hợp với trạm y tế xã, với đoàn thanh niên xã để thực hiện bố trí công tác khám tuyển quân đảm bảo về an toàn cho đợt khám sơ tuyển này. Thể hiện rõ vai trò trách nhiệm của người thanh niên đối với Tổ quốc, ngay từ sáng sớm các thanh niên xã Hòa Thạch đã khẩn trương thu xếp công việc đến đúng thời gian địa điểm quy định, thực hiện tốt công tác phòng chống COVID trong khám sơ tuyển và chấp hành tốt các yêu cầu khám sơ tuyển. Do là diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 cho nên là bọn em không phải đi làm xa nhà. Và khi mà nhận được cái lệnh triệu tập đi nghĩa vụ quân sự thì bọn em đã cùng với bạn bè dậy từ sớm và đến đây trước 7:30 để thực hiện khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự. Và nếu mà em đủ tiêu chuẩn để tham gia nghĩa vụ quân sự thì bọn em xin sẵn sàng đi để bảo vệ Tổ quốc. Và trong cái lúc mà bọn em khám thì cũng đã thực hiện đầy đủ cái biện pháp như là giãn cách, đứng không quá đông để đảm bảo cái tình hình dịch bệnh ạ. Tại buổi khám sơ tuyển, các thanh niên có mặt đã được khám tổng quát như đo huyết áp, chiều cao, cân nặng, đo vòng ngực và một số bệnh lý khác.
Do tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến hết sức phức tạp, nên trong quá trình tổ chức thực hiện công tác khám sơ tuyển, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự xã Hòa Thạch đã yêu cầu các thanh niên thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch COVID-19, test COVID-19, rửa tay sát khuẩn, khai báo y tế, đo thân nhiệt và giữ khoảng cách trước khi vào khu vực khám. Kết thúc đợt khám sơ tuyển, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự xã Hòa Thạch đã tuyển chọn được 97 thanh niên đạt sức khỏe từ loại 1 đến loại 3 tham gia vòng khám sơ tuyển cấp huyện. Do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên nhiều thanh niên cũng còn e dè khi nhận được lệnh khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự. Song thời gian qua, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự xã Tuyết Nghĩa đã làm tốt công tác tuyên truyền vận động, tổ chức rà soát, nắm chắc nguồn số lượng thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ, vận động thanh niên trong độ tuổi làm ăn xa trở về địa phương, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đảm bảo an toàn khu vực khám để hoàn thành công tác khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự một cách nhanh gọn, đúng quy trình, đảm bảo chất lượng và yêu cầu đề ra. Tổ chức tốt các quy định trong phòng chống dịch COVID-19, nên chỉ trong buổi sáng, 88 thanh niên có lệnh khám sơ tuyển đã đến khám đúng thời gian quy định, chấp hành đúng theo yêu cầu khám sơ tuyển, đảm bảo chất lượng và yêu cầu đề ra. Được sự quan tâm chỉ đạo của Đảng ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, thì công tác tuyển chọn và gọi công nhân nhập ngũ đối với xã rất là thuận lợi. Đa số là nam công dân rất là hăng hái, viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ năm 2022. Về khó khăn thì do ảnh hưởng của Covid thì một số thanh niên là cũng có cái tư tưởng hơi e dè, sợ tập trung đông người. Nhưng chúng tôi đã tuyên truyền đến các đồng chí thanh niên, tức là đảm bảo 5K để thực hiện tốt công tác khám tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2022. Cho đến hôm nay thì đến bây giờ là đã được 88 đồng chí nam thanh niên đã đến trụ sở Ủy ban Nhân xã để thực hiện khám tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự đầy đủ. Qua công tác khám sơ tuyển, Tuyết Nghĩa đã chọn ra được 50 thanh niên có đủ sức khỏe và phẩm chất đạo đức để tham gia khám tuyển vòng 2 tại huyện trong thời gian tới. Hầu hết các thanh niên xã Tuyết Nghĩa đã có tư tưởng ổn định, xác định tốt nghĩa vụ của mình đối với Tổ quốc, chấp hành khá tốt lệnh khám sơ tuyển nhằm thực hiện quyền và nghĩa vụ của người công dân trong việc tham gia bảo vệ Tổ quốc. Em là một thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ. Ngày hôm nay khi được nhận giấy triệu tập của Ban Chỉ huy Quân sự xã Tuyết Nghĩa, thì em cùng bạn bè đã đến từ sớm để tham gia khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự. Thì khi đến tham gia, bọn em đã chấp hành rất là nghiêm chỉnh các quy định về phòng chống dịch như là đeo khẩu trang, ngồi giãn cách và có test Covid. Thì ngày hôm nay nếu mà em có đủ điều kiện về sức khỏe như các tiêu chí tham gia nhập ngũ thì em sẽ luôn sẵn sàng tham gia và bảo vệ Tổ quốc. Hiện nay, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự xã Tuyết Nghĩa đang tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về luật nghĩa vụ quân sự, các chế độ chính sách của công dân khi tham gia nghĩa vụ quân sự, làm tốt công tác quản lý động viên 100% số thanh niên trúng sơ tuyển, chuẩn bị khám tuyển tại huyện, đảm bảo công khai, công bằng, dân chủ, đúng luật, hoàn thành tốt chỉ tiêu nhiệm vụ được giao. Tin tưởng rằng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, công tác sơ tuyển, khám tuyển, gọi công dân nhập ngũ trên địa bàn huyện Quốc Oai sẽ đạt kết quả tốt, hoàn thành chỉ tiêu giao quân năm 2022. Bản tin tối của Đài Quốc Oai đến đây là hết. Cảm ơn sự để tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.